Dạ thưa, dạ kính gửi lời chào đến quý thầy cô cùng toàn thể quý đại biểu có mặt trong hội trường Ngọc Vừng nằm trong khuôn khổ của Hội nghị Hô hấp Thường niên Việt Nam năm 2019 ngày hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, em là dược sĩ Phước Hiền, là quản lý sản phẩm ngành hàng hô hấp của công ty Boehringer Ingelheim. Hôm nay thì em rất là hân hạnh có một bài báo cáo nhỏ về hành trình của Boehringer hơn 20 năm đồng hành cùng ngành hô hấp Việt Nam. Kính thưa quý bác sĩ, Boehringer Ingelheim là một công ty gia đình được thành lập tại một thị trấn nhỏ mang tên Ingelheim tại Đức, và chúng tôi đã có 134 năm xây dựng và phát triển, và chúng tôi tự hào đến ngày hôm nay chúng tôi đã có trên 50.000 nhân viên trên 176 quốc gia trên toàn cầu, và mỗi năm chi phí R&D lên đến 7,2 tỷ euro. Và riêng trong lĩnh vực hô hấp, chúng tôi tự hào với 90 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hô hấp, và chúng tôi đã nổi lên như một công ty hàng đầu trong điều trị các cái bệnh lý hô hấp như hen, COPD, hay là bệnh ung thư phổi, hay là bệnh phổi vô căng. Và sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành cùng các nhân viên y tế để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Boehringer Ingelheim có 3 giai đoạn phát triển. Chúng tôi từ một cái nhà máy sản xuất axit tartaric, một nhà máy sản xuất nhỏ với chỉ 18 nhân viên, chúng tôi đã vươn ra toàn cầu với cái mốc, những cái sự kiện đánh giá là chúng tôi có đánh dấu, như là chúng tôi có 4 nhà máy, bắt đầu có những cái công ty con tại Áo, Brazil, Nhật Bản hoặc là Hoa Kỳ. Và từ đó chúng tôi bắt đầu tăng cao giá trị của mình qua những cái sự đổi mới, như là có thêm cái điều trị thú y, và hiện nay chúng tôi đã trở thành một công ty với có mặt trên 176 quốc gia với hơn 50.000 nhân viên. Và tại Việt Nam chúng tôi rất là tự hào, chúng tôi có cái mạng lưới sản xuất dược phẩm cũng như là sinh phẩm y tế hoặc là các cái thiết bị y tế trên toàn cầu với hơn 6 quốc gia ngoài châu Âu và hơn 7 trung tâm và 7 trung tâm ở tại châu Âu. Và tại Việt Nam, riêng với ngành hàng hô hấp thì chúng tôi cũng rất tự hào với 20 năm đồng hành cùng ngành hô hấp Việt Nam. Đầu tiên năm 1995, chúng tôi đã mang đến cái phối hợp hai thuốc giãn phế quản tác động ngắn, đó là phenoterol và ipratropium. Đến năm 1999, chúng tôi có nhóm hoặc một cái phối hợp khác cũng là hai thuốc giãn phế quản tác động nhanh, đó là salbutamol và ipratropium. Đến năm 2004, chúng tôi tiên phong mang đến một cái thuốc giãn phế quản tác động kéo dài, đó là một thuốc giãn phế quản kháng muscarinic tiotropium. Và đến năm 2014, chúng tôi lại đưa ra một cái loại dụng cụ mới, đó là bình xịt hạt mịn Respimat, và mang đến cái sản phẩm tiotropium Respimat. Và gần nhất là năm vừa rồi, năm 2018, chúng tôi đã mang đến cái nhóm hoạt chất phối hợp hai thuốc giãn phế quản tác động kéo dài tiotropium và olodaterol với một cái chùm nghiên cứu rất nổi tiếng Tovito. Vâng, chúng tôi không chỉ đa dạng về các cái loại hoạt chất từ thuốc giãn phế quản tác động ngắn đến thuốc giãn phế quản tác động dài, chúng tôi còn có những cái dạng bào chế rất là đa dạng. Chúng tôi có dung dịch song khí dung với máy song khí dung phenoterol ipratropium hay là salbutamol ipratropium. Chúng tôi có dạng bình xịt định liều, dạng dung dịch phenoterol và ipratropium. Và chúng tôi cũng có một loại bình xịt tiên tiến, bình xịt hạt mịn Respimat. Về bình xịt định liều, như quý bác sĩ đã biết thì đa số các cái bình xịt định liều hiện nay ở thị trường Việt Nam thì đều bên trong chứa thuốc dạng hỗn dịch. Như vậy thì đòi hỏi bệnh nhân phải lắc rất là kỹ trước khi sử dụng để giúp cho thuốc được phân tán lại trong dung môi chất đẩy. Tuy nhiên, với bình xịt phenoterol và ipratropium của Boehringer Ingelheim thì dung dịch thì thuốc ở bên trong nó đã ở sẵn ở dạng dung dịch. Và vì vậy không đòi hỏi bệnh nhân phải lắc kỹ trước khi sử dụng. Điều này lại càng có ý nghĩa nếu như bệnh nhân đang dùng một cái thuốc cắt cơn. Vậy thì bệnh nhân không cần phải lo lắng về cái việc nếu mà họ không lắc kỹ thì thuốc sẽ không có đồng đều, giúp cho bác sĩ và cả bệnh nhân yên tâm về cái chất lượng điều trị, cái hiệu quả điều trị mang lại. Và chúng tôi rất là tự hào vì một phát minh, đó là bình xịt hạt mịn Respimat. Đây là một loại bình xịt không yêu cầu, không đòi hỏi bệnh nhân phải có một cái lực hít gắng sức, nhưng mà nó lại mang một cái hiệu quả phân phối thuốc đến phổi rất là tốt, đến hơn 52% sẽ đến phân phối thuốc đến phổi tốt hơn là một cái bình hít bột khô.
Và mình xịt Rosvimab tạo ra cái hạt có cái kích thước lý tưởng rất là cao với tỷ lệ 75% với cái tốc độ phun sương chậm, thời gian duy trì cái giải phun sương đến 1,5 giây. Và trên hết thì mình xịt Rosvimab rất là thân thiện với người dùng với cái bước dùng rất đơn giản mỗi ngày chỉ với 3 bước xoay, mở và ấn. Vâng, em vừa rồi em có một bài trình bày ngắn gọn về cái câu chuyện của Boehringer Ingelheim đồng hành cùng ngành hô hấp Việt Nam, từ những cái hoạt chất thuốc giãn phế quản tác động ngắn đến những cái thuốc giãn phế quản tác động kéo dài và có đa dạng các cái dạng bào chế để phù hợp đáp ứng được với cái nhu cầu điều trị của mỗi đối tượng. Và để quý bác sĩ muốn nghe thêm, hiểu thêm về những sản phẩm của Boehringer Ingelheim cũng như là nghe được những cái cập nhật điều trị mới nhất về bệnh lý tắc nghẽn mãn tính thì xin quý bác sĩ cùng tham gia cái hội nghị vệ tinh vào ngày mai cũng tại hội trường Ngọc Vườn này từ 13 giờ đến 14 giờ, một hội thảo vệ tinh mang tên vai trò trung tâm của thuốc giãn phế quản trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với sự tham gia của chủ tọa và báo cáo viên của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Ngô Quý Châu, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Giáp và tiến sĩ bác sĩ Lê Khắc Bảo. Em xin hân hạnh chào đón quý bác sĩ. Và lời cuối cùng thì em xin gửi lời cảm ơn đến Hội Hô hấp Việt Nam, thầy Ngô Quý Châu, Hội Hen Diễn Miễn Dịch Lâm Sàng, cô Lê Thị Tuyết Lan cùng các cái hội hen và diễn cùng các cái hội lao, bệnh phổi và hội hô hấp khác đã giúp cho công ty Boehringer đã có hơn 20 năm cùng phát triển với ngành hô hấp Việt Nam. Em xin được gửi lời cảm ơn các quý bác sĩ đã lắng nghe ạ.